ngày 17 tháng 3, phó chủ tịch tập đoàn dầu khí Trung Quốc PetroChina Lưu Vĩnh Viễn đã từ chức sau khi PetroChina cho biết ông đang bị cơ quan chống tham nhũng nước này điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Trong một tuyên bố ngắn, PetroChina xác nhận ông Lưu Vĩnh Viễn đã từ chức phó chủ tịch tập đoàn và giám đốc không điều hành. Quyết định từ chức này có hiệu lực ngay lập tức. Trong một tuyên bố trước đó liên quan tới cuộc điều tra nhằm vào ông Lưu Vĩnh Viễn, PetroChina cho biết tập đoàn này vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc không cho biết thêm chi tiết về vụ điều tra đối với ông Lưu Vĩnh Viễn, nhưng cụm từ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng thường được dùng để chỉ tội tham nhũng. Ông Lưu Vĩnh Viễn làm việc cho công ty mẹ, tập đoàn dầu khí quốc gia CNPC, 30 năm liền trước khi được bổ nhiệm vào chức phó chủ tịch PetroChina hồi tháng 5 năm ngoái. Cựu chủ tịch của cả hai tập đoàn, ông Trương Khiếp Mẫn và nhiều quan chức điều hành khác đã bị điều tra.